Hello, xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Retroven đây. Và nếu các bạn yêu thích channel của mình, các bạn hãy để lại cho mình một like, một subscribe. Và cuối cùng, các bạn hãy nhấn một cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Bây giờ thì đi thôi mọi người. Mày đang làm gì vậy mèo? Gì than dữ mèo? Nãy giờ tự nhiên nhìn vô cái nhà bằng bánh nó than hoài luôn ta. Ừ, thì... có sao không? Bánh hả? Đây, tôi lấy cái nhà bánh hả? Rồi xong, tôi lấy rồi. Nè, đưa cho tôi. Đưa cái gì không biết nữa nè. Đưa cho tôi. Thôi vậy. Nhà bánh đó. Thèm thấy bánh ăn gì vậy? Nhìn bánh ngon quá. Trời ơi, nè, đừng có thèm nhà bằng bánh nữa. Tôi biết mèo thích cái nhà bằng bánh mấy hôm nay rồi. Bởi vậy tôi mới chuẩn bị cho hả? Mèo một cái nhà bằng bánh nè. Thiệt hả? Thiệt, nhà bằng bánh bự lắm. Thiệt hả? Thiệt. Thiệt bự lắm, bự lắm nè. Bự lắm luôn. Thiệt, bự, bự lắm. Em nói nghe nè, nói nghe nè. Sao? Mấy bữa nay á, tôi coi cái bộ phim hoạt hình gì mà tôi quên mất tiêu cái tên rồi. Nhưng mà tôi thấy á, nó có nguyên một cái thành phố bằng bánh với kẹo không luôn. Dòng sông cũng là sô-cô-la nữa, giống như cái nhà này nè. Còn tôi làm được mỗi nhà bằng bánh thôi à. Thiệt nhà à? Bánh bự lắm, nhìn có trên đó đấy kìa. Kìa, à? Nhìn trên đó. Wow. Ồ. Ôi, nhà bằng bánh thiệt kìa. Ê, chạy lên coi thử coi ăn được không, ăn được không vậy? Ê, bậy bậy, cái nhà đó hình giống cái bánh đó chứ ăn không được đâu, vô coi nè. Ủa, chứ sao mới đó là nhà bằng bánh? Nghĩ sao mà cái nhà ăn được ăn vậy là mưa xuống mà dột bánh nhà rồi sao? Đâu có, trong cái giới phim hoạt hình đó nó mọi thứ đều là bánh mà. Mưa là mưa sữa mà. Thì tôi làm cái nhà bằng bánh này nè, nó thì nó cũng không hẳn là bằng bánh đâu. Không hẳn là bằng bánh. Ừ, nhưng mà nó có bánh. Thì sao? Ờ, có bánh hả? Ừ, có bánh, có bánh cũng được, có bánh cũng được, để sao? Nè, trèo lên đây, ngôi nhà bằng bánh bự lắm nè. Rồi, Hiro nó trốn đâu rồi? Hả? Cái gì? Rồi, Hiro chắc đi nãy ăn cái nhà bằng bánh của mèo rồi, giờ đau bụng chạy rồi. Rồi, đi lên mèo ơi. Chờ tôi. Ồ. Không có nhà bằng bánh thì có hình ảnh tượng trưng giống bánh cũng được. Đó, thấy chưa nè. Trèo lên. Vậy nữa. Ủa, cái này là ông tự làm đúng không? Tôi tự làm á. Wow. Ủa, mà sao ông xây hồi nào tôi không biết vậy? Tôi xây hồi lâu lắm rồi. Từ. Thiệt hả? Rồi, cái gì á? Thôi, nè, coi nè, có nhà bánh này nọ, đẹp không? Đẹp chứ, wow. Đi vòng tham quan xung quanh này nọ. Ê, đẹp quá hả? À, mấy cái nút này là nút gì vậy? Cái nút mẫu làm tượng trưng. Tượng trưng hả? Ừ, nè, nè. Ủa, phòng ngủ ở đây, cái này phòng ngủ không, cái này là hệ thống đá đỏ của tôi á. Cái gì hệ thống đá đỏ đâu đây nữa? Còn đằng sau nhà nè, coi nè. Đâu, chờ tôi. Chạy qua đây. Chờ tôi. Đó, có cửa sổ, đồ kiến trúc đẹp không? Đâu, wow. Đó. Đây, giống cái lâu đài quá à. Đẹp không? Đẹp sao không? Nhưng mà... có trụ hoa nè, nó cái này à? đã không đẹp quá. Vô đây vô xong dẫn đi vòng chi vậy. Kiếm cái cửa đi cửa. Đi tìm cái cửa đi nè. Ủa, cửa đâu? Nó cái nút đó, nhấn cửa. Cái nút cửa đâu nè, nhấn cái nút này nè, cái nút này nè, cái nút dưới cửa sổ đó. Cửa cũng chứ không vậy. Trời ơi, nhấn cái nút dưới cửa sổ này nè. Cái nút này nè cái gì vậy? Wow. Đó. Khoan cái gì vậy? Đứng ngoài chuyện gì rồi, đứng ngoài vô đây. Vô đây vô sao đó. Rồi giờ đây, lại đây lại đây nè, lại đây nè. Đâu nè, đang lỡ nè. Để tôi đặt cái bánh này xuống đây. Đặt cái bánh xuống đặt cái nhà bánh cứ xuống nè, coi nè, nhấn như cái nút này. Nhấn cái nút này có gì đâu, đóng cửa rồi hả? Ừ. Woo. Rồi nhấn như cái nút này. Cái nút ở trong góc tối nè. Nút này sao? Wow. Bật đèn lên đó. Tắt đèn nè. Ê, nhấn ngoài hư. Điên hả? Nhấn ngoài hư. Nó bụng chưa? Cái này đảo hết, cái này không ai xâm chiếm được nhà. Ừ, nó bụng chưa? Ờ, đó rồi. Đây. Ở đây. Để hình cái tô không? Thấy. Đó, cái tô đó là đồ ăn đó, nhấn cái nút này. Có đồ ăn hả? Đó. Đã chưa? Ngôi nhà tiện nghi chưa? Hết rồi. Ăn. Đầy đủ trái cây luôn á nè, để tôi ăn với. Đó. Ôi, sao đó, biết làm cái này hay bánh vậy? Bánh bí ngô nè, nó có thịt thêm chín nè, có thịt gà chín nè. Ủa mà mấy cái đó ông bỏ vô nó mới có hay là tự động nó có hay vậy? Thì miễn sao có được rồi mà. Ủa, lúc nào cũng có luôn nè. Ừ, rồi, lại đây. Lấy hết gì? Cái đó để đó đi. Lấy chi cho chặt, đứng đây. Để dành chứ bộ. Giờ cỡ mà mèo thích chế tạo phải không? Nhấn cái nút đó. Lúc này hả? Ừ, nhấn vô. Lúc này. Hui. Hui da. Ủa? Ghê không? Bàn chế tạo đó. Đóng lại nè, nó. Sao bàn chế tạo đóng đây? Đóng lại. Đó. Đã không? Ông leo lên. Vui lắm, coi nè, Rồi. Đó. Đó, đẩy tôi lên chứ có gì đâu. Đẩy lên, đó. Cái gì đâu? Nhìn đi chứ, cái này chính vô ăn. Từ. Nè, đây là bấm nút rồi, chuẩn bị tôi nói vừa xong à. Xin trân trọng giới thiệu YouTuber mẹ
Mèo Channel. Thôi. Hello. Rồi xong hả bột rồi. Ủa thấy thấy cái nhà gì đã không? Thấy nhà gì đã không? Đi vô chạy vòng vòng nhà không? Ở ngoài sân thấy gì á? Đây đây, nó chắc đây chắc nó đang tìm đường vô, nó đang tìm đường vô. Mở cửa chống vô. Mở cửa. Để mở cửa đó cho nó hết hồn cho mèo. Mở cửa hết hồn vô. Mở cửa chưa? Thôi. Cửa nè. Thôi. Chà. Đi đâu ơi? Đi đâu ơi, vô nhà nè. Trời. À à trời trời trời. Ấy à. Trên nóc nhà quá xuống kìa. Té rớt. Té rớt. Vô nhà chơi đi đâu vô nhà chơi. Đây. Vô nhà vô nhà nha. Thôi đây đây thử đột nhập vô coi nhà an toàn không thấy hả? Ờ nhà an toàn trăm trăm không đột nhập được đâu. Ờ đúng rồi. Trời đi vòng vòng không thấy cái lỗ nữa luôn á. Ờ nè nè mèo. Mèo. Có nè mèo. Hả? Nè có nè có nè. Gì vui? Đứng ngay này. Đứng ngay mèo đứng trước, mèo đứng trước. Tôi coi này đâu nhìn nè. Đâu. Vô tiếp ba nè. Ồ. Đây gì vậy? Mất mèo mất tiêu rồi, mèo mất tiêu rồi. Hero đứng lên, hero đứng lên. Ồ xuống dưới này được nè. Xuống. Đấy. Đấy đứng lên xuống nào. Lên đàng hoàng mới xuống hả? Ừ xuống. Không xuống. Tào lao, đứng lên, đứng ngay ngay cái miếng gỗ nè. Nè. Trời ok. À. Ấy. Ủa không có bị gì, không mất máu luôn á. Đó. Ê chào mèo nha. Ui, tới đây tưng đã rồi, tưng đã rồi. Khoan, giới thiệu, đèn. Cái này là đèn hả? Ừ. Trời nhảy đảo à. Ê đừng mở ngoài hồ đứt bóng. Nè. Ê nhảy đảo á. Xin giới thiệu đây là máy farm của tôi nè. Đó. Ê. Rồi nè. Nãy giờ tôi để tiếng chơi nè, rồi xong. Thấy mấy ông này đang đứng trong đây không? Thấy chứ. Ừ, thấy. Đó, mấy cái ông này á là ổng đang trao đổi với nhau á là ổng làm ruộng cho mình đó. Nè, ví dụ nè ha. Ủa? Mèo cần cà rốt. Nhỏ xíu vậy sao làm ruộng được? Chính mà làm ruộng được nè, cà rốt trong đó đó. Không, kỹ vô, giờ mình lấy hết cà rốt ra đi. Lấy hết cà rốt ra đi. Thấy ra chi vậy? Đó, lấy hết cà rốt ra đi. Rồi hồi nữa ổng làm ổng bỏ vô lại à. Thiệt đó. Ghê hả? Mèo coi nè, lại đây tôi chỉ cho nguyên lý nè. Mà thấy cái vườn cà rốt trong đó không? Thấy. Ông trồng á thấy không? Ờ. Đó, nó ông trồng lên đó. Đó, ông trồng cái ông gặt ông bỏ vô đây lại nè. Rồi cái ông ngồi cái sao bỏ lại gì vậy? Ủa, sao trồng nhanh dữ vậy? Nè, 17 củ luôn nè. Đó, còn ông bên này là trồng lúa. Đó. Ê, hút. Ông trồng lúa cho ông làm bánh mì luôn. Ủa là bánh mì sẵn luôn, sao không làm được? Thì có ông này, ông này làm bánh mì. Cái ông ngồi trên cái chỗ. Ừ. Đúng hơn cấu luôn. Mày biết mấy cái này để làm gì không? Đang bỏ cho cái chỗ hồi nãy đó, đặng đưa đồ ăn đó cho mèo đó. Cấu đang trồng cà rốt khủng nha. Nghe nè. Trồng cà rốt nè nó. Sao? Cái này để khoai tây mà mở ra nguyên thùng cà rốt là sao? Mày chết cha, tôi đưa hạt giống rồi. Ê, mấy ông trồng lộn cây rồi kìa. Để tôi đưa hạt giống rồi cho mấy ông nha. Trời ơi trời. Thôi đi lên. Lỗi ông rồi. Đi lên. Tại sao lên lúc nãy tôi lên thử không được? Nè, đi lên nè, đứng đây nè nha. Nhấn cái nút. Đó. Lên mèo lên nè. Đây còn có mình tôi đây à. Rồi. Đó, rồi. Đó. 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 Cái hero lên được cái hero. Ba lên. Ê ye. Thấy thấy ngôi nhà hiện đại đó đỏ đã không? Hero. Đã. Đã. Đã hero có nhà là đây hero. Đâu. Tắt đèn nè. Đó. Bật đèn lên. Đó. Bật đèn. Ờ đi ra đi. Ủa gì vậy? Vừa vô xin lỗi rồi. Thấy chưa? Thấy ngôi nhà tôi tuyệt vời chưa? Thì tuyệt vời thiệt đó. Đã đó. Thấy đã không? Đã. Ở đây là hệ thống cà rốt nè, nó lấy ở dưới xong nó truyền lên nè, nãy giờ tôi chưa giới thiệu. Đâu. Nè, ở đây nè. Chỗ nào? Ở đây nè. Nó chỗ này nè. Hệ thống cà rốt. Ừ, nó thấy được lấy đồ ăn bánh trái rồi nè, nó truyền vô nhà đó. Cái chỗ mấy cái lộn cũ nha. Thấy chưa? Hiểu không? Hiểu tại sao mà trong nhà tôi nhấn cái nút nó có đồ ăn chưa? Để nó nghe vậy, vậy khỏi vô nhà lấy ra bên hông, tọt tay vô lấy. Thôi, tọt tay vô lấy mà sẽ ăn trộm lấy thôi à. Trộm lấy hết luôn à. Nè, tại ông để gì kỳ quá, trộm lấy hết luôn. Cái mình nhấn cái văn đồ ăn nó quá trời luôn, đó. À, nhả kìa. Cứ nhấn là cứ ra đồ ăn luôn. Nhả kìa mèo, giờ nhả nè mèo. Cái này sai rồi, hết ơi bậy rồi. Gì? Đáng ra ông phải làm kính. Lấy hết. Làm kính mà đưa đồ ăn ra chứ không tao biết không đứng đây lấy nó cứ đưa ra là lấy liền phải không? Cái chỗ mà ở ngoài kìa tao mở đường tao lấy hết sao? À tại tôi chưa làm kịp. Thôi thì mèo với hero thấy thích ngôi nhà này đây, vui không? Lấy hang bị thạch che lại. Thích. Ôi thấy ngôi nhà tuyệt vời gì, ngôi nhà bánh kẹo tuyệt vời che lại. Nhưng mà tiếc một cái. Đây là ngôi nhà bánh kẹo. Đúng rồi, tiếc á, có một đá đỏ siêu hiện đại luôn á. Có một tiếc là không ăn được cái nhà này. Trời. Ăn cái không nhà. Có kẹo để ăn á. Mình vô đây là mình có đồ ăn rồi, mình cần gì kẹo để ăn. Có ăn nhưng mà không có kẹo. Ví dụ như phát đồ ăn mình thành phát kẹo đi. Wow.
đúng vào nhà bánh kẹo luôn, phải không? Ê, trời, ăn cái nhà của tôi hả? Trời ơi. Lao lao, ngọt lên. Không, ngọt không? Trời ơi, đá không à, mèo cắn thử à? Cái này là bằng đá mà. Bị điên hả? Trời ơi, mèo... mày chịu cắn đá quá à. Sikula nè, Sikula nè. Sikula. Lao lao, cái đó là đất sét đó. Thôi, nó bóc đất ăn luôn đi. Có nhà bánh kẹo. Thôi, nhưng mà tôi tặng mèo ngôi nhà này luôn á. Cái gì tặng tôi hả? Ừ, tặng mèo luôn á. Tặng hay hả? Ừ, nè, ngôi nhà này mèo. Nó đi vào đóng cửa lại, thấy không? Ơ vậy cũng được á chứ, vậy cho tôi cái nhà đi, tôi đỡ buồn hơn với căn nhà Sikula của tôi á. Ừ nó thấy không, thay vì mèo có căn nhà nhỏ xíu vậy mà tôi biến nó thành một căn nhà bự vậy nè, mày thấy thích không? Thích chứ thấy không? Ờ cái này dù sao cũng coi như là ăn ủi đi ha. Thì đó. Cảm ơn nhiều nha. Rồi trời ơi, đồ ăn quá trời luôn nè. Mà mèo nhớ nha. Hả? Nhớ là tối á, cho mấy dân làng đi ngủ nha, chứ không bắt nó làm riết nó đình công, nó không chịu làm nữa đó. Ủa thiệt luôn hả? Ừ. Có hả? Có chứ sao không? Đó, đáp xuống. Đó. Đây, cho tôi xuống chơi. Xuống đây. Nhấn cái nút này cái đường mèo lên lại nè. Rồi xuống đây nào. Ủa gì vậy? Là kỳ vậy? Ừ, mèo thấy không? Mấy dân làng làm việc chăm chỉ lắm á. Thôi, đi lên. Sao ông rảnh quá ha? Cho ông đi lên đường. Rồi, tôi lên rồi. Rồi, tôi lên nữa. Ừ, mèo lên đi. Nè, cho tôi cái nhà này rồi. Ủa sao tôi không được chúng bay đi vậy? Tôi nhắn, tôi không cho mèo lên nè. Đó, thấy không? Tôi đâu cho mèo lên đâu. Không cho. Ông rảnh quá à. Không cho lên. Rồi, giờ ông có cho tôi cái nhà này không? Cho, lên đi. Dạ, cho lên đó. Rồi, hư luôn rồi. Đi ra. Rồi. Lên rồi đó. Nè, giờ thử coi cái cửa này có bị gì không ha. Bình thường mà. Bình thường. Rồi, bình thường mà. Đừng có hòng mà lên đây. Tôi lên được nè. Đi. Rồi, nhà tặng mèo ở nhà này rồi đó. Rồi, đó nha. Rồi, đang trả đồ ăn, không lấy thì thôi. Không cần, nhà tôi có nhiều lắm, mấy ông dân làng. Thôi, bye bye nha. Giờ tôi đi đây. Trời ơi, cho nó ngôi nhà mà nó còn đòi đánh đuổi mình ra nữa. Công nhận mèo ác thiệt á. Thôi kệ, ngôi nhà bánh kẹo này xây tặng nó rồi. Bye bye nha. Nếu mọi người thích cái ngôi nhà này, hãy để lại cho mình một like, một subscribe nha mọi người. Bây giờ bye bye mọi người.